phân tích và bình luận. Báo Pháp: khủng hoảng Iran, Ukraine, Đài Loan đe dọa thế giới năm 2022. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục phân tích và bình luận của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, nhật báo Pháp Le Figaro ngày 27 tháng 12 đã đăng một bài viết với nhan đề Iran, Ukraine, Đài Loan: những cuộc khủng hoảng đang rình rập thế giới trong năm 2022. Tờ báo cho rằng nguy cơ nước Cộng hòa Hồi giáo chế tạo được bom nguyên tử, Nga tấn công Ukraine hay Trung Quốc xâm lược Đài Loan có thể khiến phương Tây bị dồn vào chân tường. Iran, Ukraine, Đài Loan và nguy cơ chiến tranh. Trước tiên, hồ sơ nguyên tử Iran tuy không chiếm trang nhất các báo cáo, nhưng lại là mối đe dọa thực sự của Trung Đông. Tỷ lệ làm giàu urani từ 20% đã tăng lên 60%. Những máy ly tâm mới được chế tạo để tăng tỷ lệ làm giàu uranium lên 90%. Giai đoạn cuối cùng của chương trình làm giàu uranium, Iran cũng lao vào sản xuất uranium kim loại để chế tạo vỏ quả bom. Một nhà ngoại giao nắm rõ hồ sơ nhận xét, Iran đã tiến lên một cách không thể đảo ngược về công nghệ làm giàu và kỹ năng. Các thanh tra tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế AIEA bị cấm cửa khiến cộng đồng quốc tế trở nên mù mờ. Song song với tiến bộ kỹ thuật, Tehran cũng cố tình câu giờ trong đàm phán. Chỉ còn vài ngày hoặc vài tuần nữa, thỏa thuận hạt nhân Iran mà châu Âu đã cố sức đạt được sẽ trở nên vô nghĩa. Hậu quả là Iran lại bị trừng phạt, hồ sơ quay lại Hội đồng Bảo an, Israel có thể can thiệp quân sự và không ai biết liệu Hoa Kỳ, châu Âu có theo chân hay không. Hoặc xuất hiện một Iran cường quốc nguyên tử dẫn đến Ả Rập Xê Út hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng mon men chế tạo bom hạt nhân. Cuộc khủng hoảng thứ hai đến từ Nga, sau khi tập trung trên 100.000 quân ở biên giới, trực tiếp đe dọa Kiev, Moscow loan báo chấm dứt tập trận, nhưng lực lượng vẫn còn đó. Ukraine sau khi bị mất Crimea năm 2014 tiếp tục có nguy cơ bị xâm lược. Đối với ông chủ điện Kremlin, đây là thời cơ, như hai người tiền nhiệm Joe Biden tiếp tục lơ là với châu Âu và Trung Đông để tập trung cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vụ rút lui hỗn loạn khỏi Afghanistan bị Tổng thống Putin coi là dấu hiệu yếu kém của Mỹ. Việc bật đèn xanh cho Nord Stream 2 bị những người chống đối coi là đầu hàng. Tại châu Âu, Angela Merkel đã kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng, còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bận rộn với chiến dịch tranh cử. Châu Âu sẽ nối tiếc chủ nghĩa can thiệp Mỹ. Phía sau hai cuộc khủng hoảng này là sự khả tín của phương Tây. Có quyết tâm bảo vệ đồng minh hay không và củng cố quy định quốc tế, một nước không thể thay đổi biên giới với nước khác bằng vũ lực. Một thái độ trung lập của NATO và EU có nghĩa Ukraine sẽ rơi vào quỹ đạo của Moscow. Thùng thuốc súng thứ ba là xung đột Trung Quốc-Đài Loan. Cũng như Moscow, Bắc Kinh không ngừng quan sát những phản ứng của Mỹ. Tuy các nước lớn của phương Tây cho thấy họ không sẵn sàng gửi quân ngăn cản Ukraine bị xâm lược, chủ quyền Đài Loan vẫn luôn được Washington coi là lằn ranh đỏ, dù là Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Nhật báo Le Figaro nhận thấy siêu cường số 1 thế giới là Hoa Kỳ, từ một thập niên qua đã thu mình lại. Sau thời gian dài phàn nàn về chủ nghĩa can thiệp của Mỹ, chẳng bao lâu nữa châu Âu sẽ phải hối tiếc, bởi vì châu lục chưa hề chuẩn bị cho thế cân bằng mới, bất lực trong việc đáp trả, hoặc chỉ đơn giản là bảo vệ lợi ích của mình. Trước viễn cảnh khủng hoảng, châu Âu liệu có thể đối chọi với một Iran nguyên tử, một nước Nga đầy đe dọa hay một Trung Quốc hung hăng hay không? Nhe nanh, dương móng, nhưng Bắc Kinh chưa dám dùng vũ lực. Trang báo Pháp nhận định, con cọp Trung Quốc dương móng vuốt, nhưng còn ngần ngại chưa sử dụng. Tập Cận Bình đang siết chặt quan hệ với Nga trong cuộc chiến tranh lạnh với phương Tây. Tổng thống Vladimir Putin đã gỡ thể diện cho Thế vận hội Bắc Kinh khi ông loan báo sẽ đến thủ đô Trung Quốc vào tháng 2, trong lúc Tổng thống Joe Biden nói rằng ông sẽ tẩy chay sự kiện này về ngoại giao và Anh, Úc, Canada, Litva đã theo chân. Đổi lại, ông Putin được vinh dự là nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên mặt đối mặt với người đứng đầu Trung Quốc kể từ khởi đầu đại dịch đến nay. Tập Cận Bình chỉ hội đàm trực tuyến với ông Biden cũng như trong thượng đỉnh G20 và COP26. Ông Tập muốn dùng Thế vận hội làm sức bật cho giấc mộng dân tộc chủ nghĩa trước một năm 2022 quan trọng cho tương lai đất nước. Đại hội đảng vào mùa thu là lúc Tập Cận Bình có hy vọng giành thêm một nhiệm kỳ thứ ba trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế căng thẳng. Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan ở Hồng Kông nhận định quan hệ với phương Tây sẽ còn xấu đi. Vấn đề là điều này có làm Tập Cận Bình yếu thế đi trong nước hay không? Tuy ông Tập đã giành được thắng lợi với nghị quyết về lịch sử trong hội nghị trung ương vừa qua, nhưng phe chủ trương mở cửa kinh tế vẫn rình rập, khủng hoảng năng lượng, nguy cơ phá sản của tập đoàn địa ốc Evergrande, các rủi ro tài chính
tăng trưởng giảm sút vì biến thể Omicron làm Bắc Kinh đau đầu trước nỗi ám ảnh ổn định xã hội. Như tuyên bố của Dương Vĩ Dân, quan chức của toàn quốc chính hiệp tăng trưởng là thách thức lớn nhất của năm 2022, có thể xuống khoảng 5%. Sợ bị cô lập nhưng chính Trung Quốc làm các nước xa lánh. Căng thẳng với Hoa Kỳ đe dọa công xưởng thế giới vẫn luôn lệ thuộc vào xuất khẩu và một số công nghệ phương Tây. Một loạt trừng phạt nhắm vào các start-up Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo làm các công ty này khó lên sàn chứng khoán. Quan hệ với châu Âu, đối tác thương mại quan trọng cũng xuống cấp. Thượng đỉnh EU-Trung Quốc bị hoãn, hiệp định đầu tư bị đình chỉ do đàn áp ở Tân Cương. Hồng Kông đe dọa Đài Loan. Các nước láng giềng lo sợ và Trung Quốc có thể trở nên cô đơn. David Sambas, giáo sư Đại học George Washington nhận định, ông Tập mang lại sức sống cho chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc nhưng khiến hình ảnh Trung Quốc xuống thấp nhất trên thế giới. Các thăm dò của Viện Khảo sát Pew Research cho thấy dư luận các nước phát triển trở nên ác cảm với Bắc Kinh từ sau đại dịch. Theo ông Sabetan, các nhà lãnh đạo Trung Quốc lợi dụng đại dịch để xây nên thành lũy bao quanh Hoa Lục, tách biệt với thế giới trong một số lĩnh vực. Trung Quốc sợ bị cô lập nhưng chính họ đã tạo điều kiện cho tình trạng này. Ông cho rằng Đại hội Đảng có thể là một nhân tố khiến Tập Cận Bình bớt hung hăng trong vấn đề Đài Loan để bảo đảm ổn định nội bộ. Các viên chức cao cấp Mỹ-Trung sẽ đối thoại vào đầu năm để bảo đảm kênh thông tin tránh khủng hoảng xảy ra ở eo biển Đài Loan hay trên Biển Đông. Nhưng về thương mại có thể không có bước tiến nào. Đối đầu với Mỹ trong khi có sự hỗ trợ của Nga và quyến rũ các nước phương Nam đang cần cơ sở hạ tầng và vaccine là chiến lược lâu dài của Tập Cận Bình. Vốn muốn giữ ghế đến 2030, trong khi các đối thủ của Joe Biden gặp bất lợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ mùa thu tới. Tự do thông tin, Trung Quốc, Miến Điện, Belarus bị tố cáo. Trên lĩnh vực nhân quyền, xã luận của Le Monde kêu gọi bảo vệ quyền tự do thông tin đang bị vây hãm. Theo báo cáo thường niên của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPG và phóng viên không biên giới ASF công bố vào tháng 12, số nhà báo bị bỏ tù đạt mức kỷ lục trong năm 2021. Điểm sáng le lói duy nhất là số nhà báo bị sát hại ít hơn. Cả hai bản báo cáo đều mạnh mẽ tố cáo các chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Miến Điện và Belarus. Việc Bắc Kinh trấn áp Hồng Kông dẫn đến những hậu quả bi kịch như Apple Daily bị khai tử, cuộc đảo chính ở Miến Điện khiến báo chí bị thụt lùi sau những năm phần nào dân chủ. Tại Belarus, Alexander Lukashenko tái đắc cử tổng thống với cáo buộc gian lận, không ngần ngại buộc phi cơ hạ cánh để bắt nhà báo đối lập Roman Protasevich. Bên cạnh đó, Le Monde cũng nhắc đến việc vi phạm quyền thông tin tại một số nước đang có mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út. Thưa quý vị, một phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deccan News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.